Giang Minh Sà, 1m36, số 20 Nguyễn Tự Ninh, từ tỉnh Bạc Liêu sẽ là người thực hiện đầu tiên. Qua rồi các bạn ơi, rất hay. Tiếp theo sẽ là số 21 Thái Công Nhung của tỉnh Bạc Liêu với mức xà 1m36 của các nữ trung học cơ sở. Qua rồi các bạn ơi, rất hay. Một 49 và tăng lỗi nhiều cho đội xuất sắc. Không được rồi các bạn ơi. Một 50 Phạm Thị Tuyết Nhi của tỉnh Sóc Trăng thực hiện mức xà 1m36. Qua rồi các bạn ơi. Số 227 Nguyễn Thị Linh Lao, tỉnh Đồng Tháp thực hiện mức xà 1m36. Không được rồi các bạn ơi. Tiếp theo sẽ là số đeo 228 Lưu Thị Nguyễn Linh từ tỉnh Đồng Tháp. Hớ đà các bạn ơi. Thực hiện mức xà 1m36. Không được rồi. Giờ đây chỉ còn có tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Đồng Tháp các bạn ơi. Bến Tre, Tiền Giang để mình bị loại. Long An nữa các bạn, Long An cũng bị loại luôn. Mức xà 136, số 1, số đeo 149 Tăng Bảo Nhi Sóc Trăng thể hiện lại lần thứ 2. Không được các bạn ơi. Số 227 Nguyễn Thị Linh Lam của tỉnh Đồng Tháp thì mới xà 1m36 lần thứ 2. Không được rồi. Số đeo 228 Lưu Thị Huyền Linh của tỉnh Đồng Tháp thực hiện mức xà 1m36 lần thứ 2. Qua rồi các bạn ơi, rất hay. Mức xà 1m36, số 149 từ lưỡi Sóc Trăng thực hiện lại lần 3. Không được rồi các bạn ơi. Số 227 là Nguyễn Thị Linh Lam của tỉnh Đồng Tháp thực hiện mức xà 1m36 cũng không được các bạn ơi.
Nâng xà 1m39 các bạn ơi.